tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Tô Trang của mình. Hôm nay mọi người cùng mình hoàn thành bức tranh chủ nhé. Xin chào tất cả mọi người, đối với chương trình này là chúng ta sẽ cùng tô màu lên cô ấy và có và chưa còn như là những cái này mà mình xin mình sẽ viết cho em như mình đã tô xong một đôi dép. Như này xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với mình hôm nay. Thì mình tôi cũng một chiếc xe ở bên cạnh là những chiếc lá này. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại mọi người những video sau.